Sao đó muỗng chuối hay vậy ta? Mới vừa đi ra tức quay chơi ngày thấy phất thì nào cũng hay luôn ha. Không nhận nghề nghiệp thiệt luôn. Hút kim rồi. Hứa ra vậy hả? Không để nguyên buồn cho đẹp. Nghề hứa không đứt tay nào. Mười bốn ký rưỡi hả? Dương ký chị? 4.000 ký. Lên phố người ta bán 20.000 ký. Không biết nữa, nó đại. Vậy chứ chú già trả người ta bán 20 hai mấy ngàn ký. Vậy chứ chú già ở đây mua gốc ở đây nhiêu? Dạ ở đây có 2.000, 3.000 à. 3.000 ký. Ở thành phố em mua trong siêu thị á, người ta bán 21.000 ký. Chú già đó, chú già. Em biết mà. Không phải chú già. Em biết mà. Ừ. Chị mua ở đây rồi chị đi bán ở đâu lại? Đi giao lại nhà ba. Giao lại ở trong Cù Lao mình luôn hả? Ừ. Có khi nào qua Mỏ Cày không? Có. Nói chung là bán cứ 1 ký lại 1.000, 2.000 nha. Rồi, quy định là mình giao gần thì 1.000, giao xa thì 2.000 vậy đó. Ừ. Sáng giờ đốn mấy chục buồn rồi. Mới đốn à? Mới đốn buồn. Mới đốn buồn đầu tiên à? Giỏi. Dạ. Đốn cái này là đồ mũ chuối bánh đây. Rồi, đốn này, áo này là đẹp á. Đi ăn đám giỗ với đám giỗ ngoại nha. Đi ăn đám giỗ bạn bò bận bò rồi đi hái chuối luôn hả? Ở đi chặt chuối luôn hả? Rồi sẵn chặt chuối luôn. Đi là ta biết mình dân mua chuối. Con dẫn xe lên đi. Dẫn xe lên. Đó. Rồi kêu dẫn xe lên lộ đi. Giờ là bé Xu chạy xe đạp đi trước. Ngân sẽ chạy xe máy theo sau. Đi bách hóa bóng ca trong chợ để cho bà mua đồ ăn vặt sẵn rồi cho bà thể dục thể thao rồi luôn. Chạy xe từ đây vô chợ hơn cây số nha. Nè nè đi đường này nè, có đường này nó không có xe tải xe ba gác gì chứ không có lo. Lát ở đâu nó chở cho ta xe lỗi hay gì ta không mở máy rồi đó. Vậy đó không? Ngược. Đó, quay lại. Rồi lên trên đó quay lại. Nhìn cho màn hình sao là ngoài. Ngoài đứng ngay đó là con chạy mũi ngoài. Giờ vòng ra đây nè con. Kêu bà vòng ra đây lấy một đoạn video bà chạy nhanh thấy ghê không? Kêu nó lấy thì nó không chịu thôi. Nãy con kêu nó lấy nó bảo hiểm, nó ủa mẹ con chạy xe đạp mà lấy nó bảo hiểm thì làm gì? Con quên. À nó áo khoác nó có nón. Lấy nón mà mày lấy nón cho. Đôi dép bánh mì. Xà lan á, bà ngoại kêu hay kêu xà lan. 4 giờ chiều mà còn nắng nắng vậy đó, còn nắng vậy đó. Rồi, rồi quay đi đi con. Quay đi. Vô vô xe xe. Gì vậy? Gì? Mẹ thứ kêu con quay đâu, kêu bà ngoại quay mà con. Con này. Con chạy xe bên trước mẹ nè, dẫn xe bên trước mẹ nè. Rồi con đứng trước mẹ đi. Rồi à, ngoại đi cái chỗ ghe bắt út á, ngoại cũng quay lại. Đi thẳng đã, đi thẳng quay ngược lại chứ ngoại. Vậy hả? Nắng
thấy mẹ. Mở chân không con? Chạy đi, chạy tiếp đi. Chạy cho bà quen về quê, chạy xe thoải mái hơn ở thành phố, không dám cho bà chạy ngoài đường. Ghét chưa? Chạy tay tay luôn chứ bộ ạ. Rồi, chạy tiếp đi. Bà hỏi chừng nào tới chợ. Còn chắc cũng cả 500m nữa tới chợ à, hơn á. Ở đây bị mỏi rồi, dừng lại nghỉ mệt chút. Mỏi đít lắm luôn á. Xu nói vậy. Con mỏi đít lắm luôn á mẹ. Vừa mỏi đít mà vừa mỏi chân. Không mỏi chân. Đạp gì mà không mỏi chân á con? Không. Ngồi hỏi mỏi đít à, đau đít à? Gần tới chợ rồi. Ở phía trước cái cầu đúc phía trước rồi, ở trước á cả nhà. Vô chợ ăn khúc nữa tới rồi. Ủa ăn khúc nữa tới chợ rồi. Dẫn bộ qua cầu đi con đạp dốc không nổi đâu, tuột dốc té. Dẫn bộ lên cầu đi. Cái cầu này nó cái dốc nó cũng hơi cao mà chạy xe đạp nó không nổi đâu. Nó nặng lắm. Xe đạp nó cũng hơi nặng đạp. Rồi con quẹo thẳng vô bánh bông ca luôn nha. Mẹ đi tới liền luôn nè. Chạy khum lưng luôn. Từ nào giờ chưa bao giờ bé Xu mà chạy xe đạp đoạn đường dài như vậy luôn á cả nhà. Ở trên phố là ngăn đâu bỏ nó đi mình vậy đâu. Chú sửa xe đạp lại chứ đậu vô trong nè con. Đậu vô tấp vô chiếc xe máy hả? Ủa mốt kìa, mốt đi đâu ạ? À? À vậy hả? Chứ hả? Về đâu ạ? À? Về hôm qua. Tiệm vàng, tiệm vàng Thiên Phú. Rồi, giờ bánh hoa bánh ca mua đồ. Quay giáp chợ chưa? Không, hôm qua giờ, mới về hôm qua, chưa có đi chợ, chưa vô chợ. Mua gì con? Mua, mà kêu mua sữa mà. À, vô mua sữa thì con vô mua sữa. Vô đi con. Vô đi con. Lâu lắm rồi mới quay lại bách hoa bông kè. Năm về có hai lần, mùa hè với Tết hả? Cái bách hoa bông kè này giống như là siêu thị mini ở trên phố. Bán nhiều đồ ngon ngon không à. Nói chung là dễ mua lắm. Dễ mua đồ, vô đây mình mua nước suối, sữa, nước ngọt các kiểu. Bánh trái đồ, đường một ngọt nước mắm đồ, gia vị đồ. Cô uống gì? Mình thấy ở nhà bánh nằm nó dầu dào buồn, sợ bà buồn miệng nên rủ đi bánh hóa bông ca cho nó mua những cái thứ bà thích. Ăn vặt rồi này kia nó sữa rồi. Không biết sữa gì hả con? Không biết uống gì hả? Con uống mấy cái ni này thôi chứ mấy trên đây đâu có loại con uống. Uống Vinamilk đi rồi. Đổ Vinamilk uống. Vinamilk nó dễ uống. Lấy đi. Vinamilk nằm đâu ta? Cô gái Hà Lan cũng được. Uống cô gái Hà Lan không? Xu ơi!
Con lấy hộp vừa vừa ha, hộp cao. Hộp gì vừa hả? Vừa tươi. Có đường, có nào ít đường không ta? Cái nào ít đường, à cái xanh đậm ít đường không em? Cái này nhiêu lóc đây? Dạ, 19.000. 19.000 hả? Rồi lấy cái lóc này đi. Hai bịch sữa đậu nành, ba bịch đây. Ba bà chéo, ba bịch. Sữa đậu nành thì là ghẻ có 3.600 một bịch này. Có mua gì nữa không? Ăn gì à? Bánh hả? Còn gì nữa không? Từ từ. Để chút rồi chị coi thêm cái gì, có gì nữa không? Mà tính luôn lần cho đỡ mất công. Ngó tới ngó lui không biết mua cái gì. Gạo lứt ngũ cốc. Mua một bịch bánh gạo Nhật à? Mua về cho ngoại ăn nhé. Hai 20.000 thôi. Bánh bánh gạo mà mật ong. Vị mật ong. Rồi, tính tiền đi. Hồi nãy mình đi mấy phút hả Xu? Con có canh giờ không Xu? Từ nhà mình đạp xe vô đây mấy phút hả? Nãy quên coi chứ. Uống đó hay gì? Rồi, đưa con tính tiền đi. Nước nước gì à con? Nước trái cây hả? Nhà khui cho ngoại ăn bánh này nữa nè. Bánh này chứ ăn ngon. Giòn tan. Quầy bánh nè. Đây có bán cơm không ta? Cơm gạo á. Cơm gạo nè. Mua bịch cơm gạo ăn chơi. Buồn cơm. Miệng. Buồn miệng ăn. Thì cơm gạo. Chứ cơm gì? Cơm đó cơm gạo con đâu phải cơm nếp đâu. Cái cơm nếp là cái cơm cơm nào ta? Có loại cơm nếp nữa nhưng mà cái đó là cơm gạo. Nít nó vừa thấy quầy bánh này mê luôn. À cơm nếp nè. Nhưng mà chị không phải ăn cơm này. Chị phải ăn cơm gạo thôi. Hương vị tuổi thơ hồi xưa. Đi đâu cũng nhớ cái vị cơm gạo đó. Mà thấy đâu thấy bán cơm gạo là cứ mua. Nhất là ghé chạm dừng chân cũng có nữa. Nhiêu tiền em ơi? 100 hả? Đi tập thể dục giảm cân. Nhưng mà kiểu này không biết giảm cân dữ chưa. Đi về xách tấm bánh đi về. Rồi lên đường. Mẹ gạt cái trống cho con ơi. Con gạt cái, mẹ chỉ cho con gạt cái trống lớn ở trước. Ủa cái máu ở trên á. Đúng rồi con gạt cái máu ở trên. Gạt mạnh lên. Mạnh lên. Gạt cái bật lên. Không có được. Trời ơi. Đây nè. Con gạt phải con gạt mạnh vậy mới được. Chứ con đẩy đẩy gì nó đâu có. Dẫn đi. Tiếp tục dẫn. Giờ đi về. Để Ngân canh giờ coi lát về tới nhà được bao nhiêu phút nha.
chạy quen rồi, bà chạy nhanh thấy ghê không? Mình dặn bà kỹ vậy đó, chạy phải đi xe cộ rồi này kia, để nhiều khi chưa quen á lơ tơ mơ dữ lắm cả nhà, phải tập cho nó quen từ từ. Nít giờ nó cũng sướng, đi học rồi có xe đạp rồi đi thoải mái, đi bộ nó cũng sướng hơn Ngân hồi nhỏ nữa. Hồi nhỏ thì vừa đường đất rồi hẻo, đường nó hẻo lánh, cây cối tùm rồi cầu khỉ rồi kênh rạch tùm lum hết trơn à, đi học cực lắm. Hình như bà chạy bà mỏi hay sao cả nhà, hồi nó thấy bà lạng mà đang hồi nó thấy bà lạng bên kia nhưng mà cũng biết sợ, thấy xe máy bắt đầu tấp tấp vô lề liền luôn. Thầy nhớ đường vô nhà. Mỏi chân không? Mỏi dữ không con? Chuyển xe vô. Đâu có đóng đâu con, đâu có à, đâu có khóa đâu, để mạnh vô, nó dướng cây cao. Để mạnh vô, để trong đó nó có cái móc đó con lại móc lại, chứ hồi nó dạt vô lại á. Chạy xe mà không thấy nó dạt vô lại té á. Rồi dẫn xe vô luôn. Con móc vô, chạy con móc vô cái cửa, cho dính vô cái cửa, móc vô con dây cũng được. Vừa về tới nhà là 12 phút đúng luôn á cả nhà. Cũng nhanh á chứ đây vô tới chợ có 12 phút à. Phải đi xe chứ đi bộ phải nửa tiếng đồng hồ. Đi bộ là đúng nửa tiếng đồng hồ. Đường này là mẹ con đi chợ đi bộ hoài luôn á chứ từ ngày mà có xe đạp thì cũng đỡ. Ý là có đường lộ bê tông rồi đỡ chứ hồi đất á. Chứ hồi đó đường đất thì đi bộ. Rồi sao? Mê đi nữa không? Hả? Mỏi không? Sợ không? Ngán không? Cái gì cũng lắc đầu thôi hả? Đập mạnh xuống. Đập mạnh xuống không? Đập cho nó bể mạnh luôn. Với chuyện cái tay á, nó không bể con lật ngược lại. Khát nước đi, đi đạp xe đạp về khát nước quá trời. Nè, đây mà đạp nha. Không quá sẽ coi có lực mới được. Rồi mở cọng thun ra đi. Nước giống nước gạo quá ha. Mình thử miếng nha. Nó chua chua thơm thơm, ít vị béo. Cục gì á? Cục gì á? Cho mẹ coi. Cục này giống như là cục thạch vậy hả con? Con thử ra. Dẻo dẻo. Ăn cái này ngồi ăn nha con. Nằm ăn ngậm nuốt vô dẹo cổ nín thở con chết luôn. Nó lọt cái tọt vô cái họng, chưa kịp nhai lọt cái họng. Nhận xu nó sành điệu chứ, bỏ vô cái cục thạch vô với cái nước này uống ngon á, với cục thạch ăn ngon lắm. Thạch ăn dẻo dẻo thơm mà nó thơm vị sữa, ngọt ngọt chua chua nhẹ nhẹ. Yeah. Nằm giỡn rồi ăn bánh rồi ngon hết sức.
Ai hát câu kê mà hát từ sớm tới giờ, từ trưa đến giờ luôn trời. Đồ ăn bổn củ soạn lại nè, chiều nay ăn cơm gì nè, cái món kho à, trưa với cá kho. Nghe mùi hâm cơm lại phải không ạ? Hấp cơm mấy mùi khê khê. Khê khê khác khác. Quen hồi nó hết mà. Tại vì hâm lại nó vậy chứ nhiều khi không có khác. Mà ngon ha, nó hỏi nè. Ấy chồng anh, chồng em luôn. Chị em chồng luôn á. Chồng em, mình chồng của mình rồi em chồng luôn à. Đấy luôn. Những đứa con luôn. Thấy chồng rồi lấy em chồng à. Ở khi đó gạo hàng ngày không có tiền để mua gạo nữa. Chiều nhìn mẹ ăn cơm ngon ghê. Ăn vậy chứ ăn cực cực vậy chứ ngon ghê. Chấm gạo rồi ăn. Dạ, trên YouTube, Facebook cái chuyện gì mình thấy nó vô lý mà nó cũng có thể xảy ra. Thì tôi nói vậy đó. Ý là chị mà chuyện gì sao mắc cỡ mà nó cũng vẫn nói như bình thường à. Không ngại. Nói tỉnh quèo. Thì ổng đặt ví dụ đi. Mấy mày uống sữa nào không? Con làm cho 1 ca. Ủa. Cái này phải bỏ đá vô trước đây đó. Nó nhiễu rồi, chết mẹ nhiễu rồi. Cầm con ơi. Quên. Bỏ đá vô trước mà quên. Bà tôi có mua cái loại này một thùng quá, mua thùng bốn á, mua lần bà nói bà chóng mặt ra rồi bà muốn cái loại này chắc bà hết hay gì ngon. Ừ, nó chóng mặt ha, chóng mặt nhiều khi học cái gì cái loại mà loại ngành bông gì đó phong mi. Ừ, mi gì đó mà uống mấy thùng bà nói rồi tự nhiên người ta hết tâm luôn. Nó cũng nó cũng nhiều nguyên nhân, nhiều khi mình hạ đường huyết hay đúng gì, rồi hay là gì, nhiều khi mình không phải ai chóng mặt uống vô cũng hết rồi, nhiều khi uống chóng mặt cái tăng đường uống vô tăng đường. Mày cái nhà ăn cơm chiều uống miếng nước sữa đậu nành. Nãy Su chạy xe đạp tự chạy về đây à, chỗ đó ha, 5 giờ có 1 phút chỗ dưới anh nói ủa sao lẹ dữ vậy, đi gì một cái xíu là em lạ dữ rồi. Không có anh câu cơ ra mà dến ngồi ăn mà hát cao kê quá trời hát có ngày này quay chút mà quay vô ghép vô cái clip xuống chạy xe đạp mà ăn cơm chiều, bữa cơm chiều của ba bà cháu vậy thôi. Cái này hồi trưa quay rồi, cái này em ngồi hâm nó ăn giặt nãy giờ nó no nè, ăn bánh trái rồi nó uống sữa gì tự lươn dưa lên vậy nó. Con nói là con ăn được rồi chứ không phải con ăn lận hết như đó nha. Con đâu có kêu mẹ đi nữa đâu, ăn hết rồi thôi không có kêu mẹ đi nữa. Biết dữ lắm. Tới chừng nó bụng miệng lên nó đòi nữa. Rồi giật ngược giật hang. Đồ ăn đừng sơm. Đồ ăn giờ tới giờ lui thì cũng chỉ có nhiêu đó. Để đẩy ra màn hình để cho mọi người thấy cho nó gần gần chút. Vậy chứ đối với con là ngon rồi đó. Còn đối với ai không biết có gì thường là. Đối với ai không biết chứ đối với ngân thì là ngon nè cả nhà. Mình ăn có gì mình ăn nói. Con dễ ăn. Còn chưa câu sang không? Mà muốn ăn câu sang cũng đâu có tiền đâu mua ăn. Nghe nhà nghèo mà. Mình nhà nghèo mình sống thiệt chất nhà nghèo à. Nói cả nhà. Nào trúng số rồi mua rồi ngoại với ông ngoại cua hoàng đế rồi ăn thử với người ta rồi vậy nữa. Thôi mà ăn ta ăn cua hoàng đế gần gần. Cái
con tôm hơi ăn cua nó ngon lắm. Con tôm còn dưới con tôm gì? Con cua, cua nhện á, cua đế giống như con nhện á. Còn tôm hùm bông là tôm mà khác. Tôm hùm thì nó ăn rồi, tôm hùm thì ăn ngon lắm. Ăn ngon cái gạch của nó là cái trên đầu nó mà ăn béo ngon rồi lắm ngon. Cái thịt ăn cũng ngon lắm. Mắc. Ừ. Đúng rồi, bởi vì nó mắc nó ngon rồi đúng không? Cua xong của mình đó, cua miền Tây mà cua càng xanh nó không cửa nào lại. Bị nó mắc hơn mà rẻ, cua xong mình thì tôm xô mà chừng 200 ngàn, 200-300 ngàn ký. Tôm lỡ lỡ thôi, nửa phần tay rồi đó. Còn tôm bự thì nhiêu mà không biết, tôm nhất nhiêu không biết, nhưng mà ăn đồ bằng tôm hùm bông. Mà tính ra ở quê cũng xuống nha. Người ta hát karaoke tối ngày thấy cũng vui chứ. Ngày nay là ngày nghỉ không ta? Đi lại mùng 4, hôm nay mùng 4 nè. Mới mùng 5. Ngày nay là Tết nữa. Mùa này là mùa Tết nửa năm mà. Ăn cho hết tháng 5. Ăn chơi cho hết tháng 5. Nghĩ gì không? Nghĩ mà. Nói là cái ruột của con vịt phải không? Cái trong cái mề phải không? Nó mề dính lại nó ruột quá à. Nó kho hợp cẩm. Nó kho cá linh phải không? Mà sáng làm lít mà con quên nói. Hợp cẩm tùm tùm. Không, mắm, ấy là nó mắm cá linh phải không? Hay là mắm cá sặc? Ừ, đúng rồi. Khi xả ớt rồi vậy. Kho mắm này phải có xả nó mới thơm. Nó ngọt vậy. Không? Nó làm chú xả ngọt. Ở trên Facebook ấy, người ta nói thấy bưng cái ca nước uống vậy là biết người miền Tây rồi nè. Không uống trong cái ca, không uống phích bự vậy là không phải là người miền Tây. Đi ra giường là ngồi văn võng là phải có một ly trà đường, uống một ca trà đường. Cà phê cũng uống bằng ca, bằng xô. Nhất là trà đường, sáng ca, trưa ca, chiều ca. Mần để cho có cái, mình uống cho có cái năng lượng để đi mần á. Nhất là trà đường á. Trà đường, đó. Cà phê. Uống bằng xô, bằng ca vậy mới đã khác, chứ uống bằng ly nó đâu đã. Quậy quậy hút cái rọt cái hết mạng ly vậy. Người ta pha một cái xô, cái nhà cái này là dạng ca nhỏ rồi đó, con lít rồi đó, không có dạng mà có mấy người người ta đem theo cái xô đi ra đồng, đem theo cái xô bự chảng mà. Đi nó cũng mua một cái xô nữa. Nó xô thấy cưng nó con lít rồi. Tất theo uống hả? Nó giống y như xô bự, nó phải để nhà uống vậy. Để hả? Ừ. Nó đem lên phòng nó ngồi nó học bài làm việc, nó để lên phòng nó ngồi đưa đánh máy tính thì vừa ngồi uống nước. Nó thoa lận ca vậy á. Nó uống là uống gì cũng ca, cà phê, trà đường, trà đá, gì, trà sữa gì cũng ca. Nó hơi lưu bắt cầm uống đắt hết. Nó uống là phải nhiều. Lá cách nè. Cái này chiều phải xin xiên nấu canh lá cách với nhau nhúc nè. Nấu canh húp cũng ngon, nó càng ngọt á. Nóng uống. Ủa húp. Nói vô nha. Nó là ăn mà ăn sao. Nếu tao ăn mà tao không ăn rồi tao không có làm nữa. Mà nấu tao canh không bao nhiêu cơm mà thân nó ăn nữa rồi. Bắt một canh húp. Húp phụ con mấy mà ăn nhiều. Cắt nhỏ nhỏ ra, nêm ra muối rồi bột ngọt hạt nêm nè, nước mắm thôi vô cho nó thiệt nóng rồi. Mình lấy cái giá múc mắm mình ăn luôn đi, không có sao đâu. Mình miếng đi lấy cái giá. Mùng 5 tháng 5 ở quê nè, đi ăn trực thôi cũng được rồi, khỏi làm gì. Giả bộ đi xách nón bắt đầu đi đầu trên xóm dưới coi có ai kêu réo không. Mơ là thế nào lên nhà bà Hai cũng có bánh xèo ăn, cả nhà bà Hai chiên bánh xèo. Bà Hai mỗi lần chiên là chiên nhiều lắm. Cho con cháu rồi ăn. Bà chiên vậy chứ có ăn bao nhiêu. Vậy đó, mà làm gì cũng nhiều. Bánh tét rồi cũng gói dữ lắm, tết rồi cũng gói dữ lắm.
Trời ông ngộ nha, ông mưa rồi là ông nóng rồi chứ ông không có mát. Thì tùy ngộ kìa. Tùy cục thử. Hồi xưa mưa rồi, mưa là dịu ha. Ghét mát dịu rồi. Quay người mà nói cười ghê á. Ai giờ thời tiết khác xưa nhưng mà thay đổi kỳ cục. Ở trong kinh ấy đồ nói với thầy đồ mà nói là giờ phải như xưa. Rồi hút canh nóng đã. Rau nhút với lá cách lộn với cải bẹ dúng mà nóng quá mình nấu lạc lạc rồi cả nhà không có nấu đậm đà nấu để mình húp mình ăn nó đã nấu mà nấu canh mặn quá ăn không ngon mà nó sẽ khát nước nó sẽ không ngon ăn canh là chủ yếu là để chan cơm để khát cho nó mát lưỡi mát miệng mát họng mà nấu mặn quá ăn thua đúng không. Ơi. Ớt. Dứt miếng cá trà. Nồi mắm kho mẹ con thăm nấu ở đây kho này nhiều chắc ăn được rồi, mới khỏi làm ăn. Ngon quá. Hấp canh cho mát. Rau nhút có nấu canh ngọt ăn ngon lắm tại nó làm biến giả tép á, tép bạc á. Tép bạc tiêu rồi vô. Mình nêm nước mắm, muối, hạt nêm, bột ngọt. Quả tép rồi vô ngon. Ở quê miền Tây nấu canh hay rau hay canh đu đủ rồi hay bỏ tép với canh bí rồi. Bí bầu rồi. Với canh phơi mỡ, phơi lăng, phơi từ gì cũng hay bỏ tép. Vậy mình cho ăn ngon á. Còn dưng nồi nhỏ nè. Nhiều đây mình ăn được 3-4 người nữa được á. Ăn cơm với mắm á, chỉ cần món thôi á mẹ. Bắt đầu trưa đi bằng công chuyện xong đó đói bụng á. Cái vô bới tô cơm nguội ha. Ngồi dít mắm chấm rau rồi ăn là ngon. Khỏi cần gì. Ba Xu hỏi hai mẹ con có tập thể dục không? Chuyến này đi lên phố chắc lăn quá cả nhà, ăn nhiều quá. Ăn toàn ăn mấy món quê quê, ăn cơm ngon, ăn cơm củi nữa. Canh ngon hết sức ngon luôn. Đã quá. Dễ dở lên hồi có con sâu lòi bên đây cái bỏ tô canh luôn đây. Tiếu nha, tí tưởng tượng quá là sâu sắc. Quá đã. Đá cách nấu canh ngọt ngon, với nấu canh thịt gà cũng ngon. Xào thịt vịt. Xào thịt vịt, xào cá cơm, xào thịt chuột, thịt bò, thịt heo. Lá cách cá cơm với cái bằm. Bằm xào. Lá cách xào. Nó lâu lâu thôi ăn Có người ta chú già mẹ, chú già ta quất dừa mẹ. Cái thịt ba gọi luộc. Cái làm nước mắm chua ngọt, cái cuốn với rau sống lá cách đó. Ngon. Ngon. Chuối già mà nấu chuối già còn sống á, cái mình nấu cái mình quết dừa mình nêm nếm gia vị vô xương xương vậy đó, chút đường rồi vô vậy đó, bắt đầu mình cuốn mình ăn như gỏi cuốn mình ăn, cuốn thêm thịt luộc tét rồi vô ăn, có cái xác dừa nó béo béo á, nó thơm ngon. Chiều cái nghe mùi nhang khói chiều này mẹ cũng đốt nhang bằng thờ. Bằng thở trong nhà, bằng thở ông Thiên. Rồi đó, anh ta tắt nhạc rồi đó. Kim ra. Giờ ăn cơm. Giờ này nghỉ ngơi ăn cơm rồi tối hát tiếp nữa. Hát tiếp tập 3. Tập 1, tập 2, tập 3. Nhiều tập lắm, giống như là phim Ấn Độ. Con thấy toàn lá không, mà qua giờ con cũng không có coi. Đâu nè. Đây phát hiện ra rồi. Còn sót một trái xoài quá trời bự. Mà trái này nó chưa bự hết ra đâu, nó còn bự nữa đó. Nhưng mà xoài này thì nó ngộ lắm, mưa xuống là nó không ngon. Nó hay bị dội.
nhiều khi nó chưa có già, chưa có ăn được nữa là nó hư, nó bị dội trong. Rồi, Ngân bye bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngân nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Ngân nữa nha cả nhà. Rất là cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ Ngân nha. Này có trăng rồi bạn. Nhưng mà trăng này là trăng lưỡi liềm, trăng lưỡi hái. Đầu tháng mà trăng chưa có tròn mà nằm giỏng đây nè, nằm giỏng đây nhìn thấy ánh trăng luôn nè. Đã không? Nghe tiếng dế kêu, nó kêu e e e e e, là cảm giác buồn ngủ nó tới nữa. Cao kê nữa cả nhà, người ta hát tối ngày sáng đêm. 7 giờ gió lất phất cũng mát mát dịu dịu, bớt hầm mà tại vì ra ngoài hàng ba nằm, hồi nãy ngồi ở trong nhà bếp nó hầm muốn chết luôn.